quay cây của cục cương thế nào. À, Kim Sa Tùng. Dòng này rất đẹp nhưng mà cũng khó chăn đấy. Khó chăn. Đâu nhỉ? Nghệ nhân đâu nhỉ? Đây đây nghệ nhân. Mấy cây chụp về hết rồi. Bay rồi. Đây à? Đây chủ đây, ở đây. Có cái dòng Kim Sa Tùng này hay đấy. Kim Sa Tùng của bên này là bên bang đấy. Đây của bên này. À, đây. Bao tiền cây này đấy? Bảy củ rưỡi. Bảy củ rưỡi à? Này mà chăm được thì nó đẹp lắm. Mình thì... đó là. À, đẹp nhỉ? À, cây của ông này. Kim Sa Tùng này ngày xưa cũng mọc bờ bụi làm chổi đấy. Chổi đấy. Cây chổi đấy. Chổi đấy. Chiếm phần đất cưa và trong cái con là trong. Ngày xưa mới làm chổi đấy, chổi quất quất lá đấy. Riêng cái món này chăm mà cứ đào bới lên là rất khó. Ngày trước anh chết bốn viên rồi. Đấy. Bao nhiêu tiền luôn. Đấy các bạn lái xe. Mua nhiều. Cái này nó phải có ông là chuyên kỹ thuật mới biết được. Rồi lấy ra cũng 6 triệu tiền. Ở mọc bờ bụi rất hoang dại nhưng mà mẹ cứ đưa về là oảng. Đây có hai con mới này. Kim Sa Tùng. Ở đây một xe này ghê quá nhỉ. Ở đấy của nó mang ra là ké. Đấy con này bao nhiêu? Con này 36 triệu. Hôm nào cho canh ti mấy cây đây cũng đói quá rồi này, chết dở. Đấy, 36 triệu. Của cô đấy. Dưới dưới Ninh Bình vẫn duy trì. Vẫn duy trì, mấy hôm nó đi Hải Dương. Đấy, Hải Dương lại vậy. Đủ giả, đủ giả. Dạ. Lét. Tái phá đời đầu đấy. Tự nhiên bây giờ đây hết cả quầy này. Này một đỏ nữa. Bên này nó nhũn nha. Một cốt đấy. Một cốt đấy. Nó là tay đây này, con cốt rồi. Đấy. Cổ đét luôn. Hàng chậu đấy, hàng chậu. Đấy. Nguyên một bánh. Bánh. Đấy. Còn cây này là cây của ông kia đúng không? Đây có con sung hôm chai rượu này. Đấy. Sung vất cái chén. Sung say đấy, sung say. Có cái chén này này. Đi sóc à, tung ra vỡ mất. Lại nhét vào. Vỡ mất rồi. Nhét cái khác cũng vậy. Chưa kiếm được. Ui giời, cái vodka Hà Nội đấy. Ca Nội. Đấy. Nhấc được cả lên. Say lắm. Ông nào chắc ngày xưa say vứt mẹ chai đây xong rồi. Đấy, tác phẩm độc đáo này bao tiền đấy? Con lấy rẻ thôi, có 1,5 triệu thôi. Đấy, được cả chai nhé. Cả chai thì... đựng rượu đây vẫn rót bình thường. Cái này đưa lên cái giá mà có cái lật lên lật xuống này, rót rượu. Có sung đây nhắn luôn. Hợp lý, lá sung đây, ui rồi làm cái nem ở đây nữa. Ừ, thế thôi đấy. Thế thôi, mà lại càng ngày càng dăm càng dày, cứ vặt thôi. Làm còn nem mốc nữa. Kinh tế đấy, ông nào mà tiên tiểu mà lại vớ được cái này thì đúng rồi. Kinh tế đấy. Cái chén này phí có đi nó sóc nó nảy ra. Được, được. Hay quá. Cho lên cái chậu nhỏ nhỏ xong rồi. Nhỏ nhỏ thôi. Cho lên một cái như cái bom rượu ấy. Xong có thể lật lên lật xuống được. Đổ. Ôi giời. Độc đáo. Chai lạnh đang đầy nước đấy nhá. Đấy, đầy nước. Alico mất qua lò đúc đấy. Ngày xưa hồi sinh viên thì phá sức toàn vã cái loại này, xong lại pha bò húc, uống đấy người lên, uống mẹ như rửa thằng rửa người luôn. Rồi nó có loại này uống không có sốc. Đúng. Như cái bao tiền. Đấy có cái ăn hết mà cầm cái chai là nhất là cả cây. Nó lâu rồi, ở đây lâu rồi. Sáng ra thì đôi cái mầm này là được đôi chén rồi. Làm đĩa nhập tai nữa, tính nữa. Quá hay. Có cái đẹp này mà đặt trước rồi. Đấy,
mẫu đơn đấy. Đấy, đừng sờ chưa, đang nước ngầm. Không bao giờ sờ vào. Còn con phải cao này. Đang nước hết nhưng mà phải thật cao thì nữa nhỉ. Không, có thế thôi. Chú ơi, cái này bác tìm chú ơi. Cái này 8 triệu rưỡi ạ. Thôi tưới đi ông ơi, không phải tưới đâu, nó tưới. Thế à? Nhiệt tình quá. Con này anh trên đấy. Cái gì anh đổ gấu à? Lấy thì nó khuyến này. Lấy rồi à? Không, lần chưa xong. À. Vào việc được bao nhiêu rồi? Cũng giả 50. Cả 50. Bao nhiêu thì ra? Thì đầu 7. Đầu 7. Gấu đây nhỉ. Xem nào. Mặt này đẹp hơn. Ừ, mặt chơi mà. Ừ. Xoay mẹ cái mặt kia ra. Nó đấy. Xem hết có phải ai nắm được cái đồ để đâu. Ở chợ thì chắc được vài ông. Cũng biết đấy. Biết đấy. Biết đấy. Đúng không? Cái đồ này phải vào tay thợ. Nhìn nó mới thấy. Nhẹ bớt tay này một tí. Ừ, tay đấy. Nhẹ bớt một tí nữa. Ok. Con này nuôi nó chảy. À. Nuôi đâu chị đấy. Bắt đầu vào cái giai đoạn hóa già đấy. Già. Đây. Đầu 7 nhá, anh em nhá. Đầu 7 thì mới bàn được. Đấy, xong thì đấy, đỡ phải thăm dò nhau. Đây. Chú tớ sẵn sàng là bấy nhiêu thì vào việc. Đấy, alo cho chủ nhân theo số gì nhỉ? 097 097 515 515 6620 6620. Rồi. Nói để không phải thăm dò nhau. Sẵn sàng được mức đấy thì alo. Kèo kiếc ác phết đấy. Ngày trước tiêu phạm của tôi cũng lâu phết. Kèo kiếc ác phết đấy. Cái này mua là điều tra được 4 đời rồi đấy. Ừ. Toàn tay to nhỉ. Toàn tay to. Tay to về thua Cường Nguyễn hết. À. To đấy. Đang định đưa về chăn nuôi đây mà hơi còng lưng ý. Còng lưng. Không gánh nổi à? Gánh được nhưng mà thôi về ngủ trên cây. Khuyến anh mới có thả nhẹ cái 50 thôi. Đấy, 50 rồi mà chưa vào việc được đâu thì các bác cứ sự liệu mà lo thôi. Nhẹ. Cái này là ưa lặng lắm, mới để trong nhà học mẹ dụng lá này. Mọc bờ mọc bụi rất là dễ nhưng mà mẹ cứ đưa lên chậu là mình thì khó thế. Thấy khó các loại này khó này, nhưng mà anh mua về nhiều lắm, có những thằng nó chăm cái này giỏi thôi. Đẹp nhất đây là miền, không ưa trong nhà đâu, nhất là miền Trung miền, rồi. Đây là dụng lá liên tục luôn. Miền Trung làm này giỏi lắm. Hải Nguyên đầy thế. Hải Nguyên biển luôn. Hải Dương vườn nhà em đầy nhưng mà nó mọc hoang ấy, nhưng mà cứ đưa lên chậu là khó. À, ở vườn nhà cũng có. Ngày xưa ấy, nó mọc với sim mới mua với cái này. Đấy, làm trổi đấy. Rất thơm. Thơm lá, thơm lắm. Thơm nào, tinh dầu. Nhưng cái này còn đỉnh chậu thì được. Cốt chậu lâu rồi. Thì được. Mình chỉ ngại tác động thôi. Đắt tiền không chó? Cái này không đắt tiền. Đối với ngoài Bắc thì nó lại... Thế đấy, anh em thợ thì làm chỉ. Đấy. Ngoài Bắc nhiều mà, ngoài Bắc cái này rộng nhiều. Cái này ở Hải Dương mà. Trên Hòa Lạc đây ngày xưa đồi gò nó mọc cứ chặt làm chổi ấy. Là nó nhịn phải phải nông lúa lúa thiếu về nó còn à đây cái cục mà chuyển đổi mục đích sử dụng kia thì bao nhiêu đấy nhỉ? À, con đấy chưa 8 triệu. Đấy. 8 triệu. Bác này bác này hợp, bác này rất nhiều đồ Việt Nam. Quần xe thì cái đồ ấy. Nghệ thuật. Đây nó cốt chọn chứ không phải là chuyển không cho cháu vừa. Nó mỏng lơm rơm lơm rơm, nó cắt. Đấy. Già lắm. Bằng lái xe, đăng ký xe. Nó thớt 2 của tán. Nhấp này, lấy khai trinh.
Đấy. Nhét bìa đỏ, quân huy chương và tất cả các loại giấy tờ khác. Nhét bìa đẹp, tính ngay. Nếu cháu mua mấy cây thế. Cháu ở nhà cháu mua cây phôi ở nhà vẫn lên bình thường. Nắng, cát và phân trùng quế. Đây vừa bảo mấy, mấy triệu đây này. Đấy vừa nãy bảo mấy triệu quên bố. Con này sáu triệu rưỡi. Sáu triệu rưỡi xì đây. Bãi xì. Nhét bìa đỏ, quân huy chương và tất cả các loại giấy tờ khác. Nhét bìa đẹp. Bìa đỏ nữa vừa thay giá thể mà. Cái đất của ông Dũng không không người không gửi được. Về phải móc ngay. Mới đào ruộng lên cho nó. Đất nó bó hết chân. Dũng Văn Giang nhỉ. Hắn toàn trồng ruộng mà. Ruộng một bãi luôn. Sản xuất phôi cho anh em. Để móc ra hết. Đấy, chuyện chỉ than cân. Khoáng gì nó mới nhanh được. Nuôi bùi đỏ. Ok đấy. Đấy, anh em nhắm con 70 kia đi. Lại rỗi tao với bạn, tao đi chơi. Ôi, nắng ấm rồi, đẹp quá. Nó lạnh. Rồi, gian hàng chất lượng. Đấy, khu vực chất lượng đây.